Tin Mừng theo Thánh Gioan. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Đức Maria, người mẹ đau khổ. Jacopo da Tudi, trong bài thánh ca Stabat Mater, đã viết về Đức Maria: "Dù dưới chân thập giá, mẹ vẫn giữ địa vị của mình, đứng ở đó như một người mẹ thê lương chan hòa nước mắt để được gần Đức Giêsu cho đến hơi thở cuối cùng. Qua trái tim sầu khổ của mẹ, nỗi đau buồn cũng như cay đắng mà Đức Giêsu phải gánh chịu như được chia sẻ. Hôm nay, giáo hội kính nhớ Đức Mẹ Sầu Bi, hay còn gọi là bảy sự thương khó của Đức Mẹ. Suốt cuộc đời trần thế, Mẹ Maria đã đồng hành với Đức Giêsu trong mọi biến cố vui buồn, sướng khổ. Mẹ cảm thấy đớn đau khôn nguôi khi ôm lấy tấm thân tan nát của con mình từ thập giá. Vì mẹ luôn có Chúa trong lòng, từng phút giây của cuộc sống, nên mẹ đi trọn cuộc hành trình đức tin. Lạy mẹ Maria, xin an ủi và giúp đỡ những người mẹ đang phiền muộn vì con cái, để họ trung thành phát thập giá mình mỗi ngày. Amen.